Tương tự những dòng máy số điện khác thì đây cũng là nút điều khiển, nút nguồn, nút bật này. Đèn báo nguồn. Đây là đồng hồ hiển thị giờ và hiển thị hiện thế. Công tắc điện. Công tắc mát. Này anh kêu là gì? Cộng nối ABS. Cộng nối ABS. ABS chúng ta xài tự động. Động. Bình bị hư. Kim chỉ báo nhiệt. Có một khóa là lọc gió thì mình hay mổ lâu á, mình phải vệ sinh vệ sinh. Ống xả nhớt, giống như mai mốt mình muốn lắp cái ống xả nhớt cho nó dài á để dính máy hơn. Bây giờ đúng không? Cho mình cái lọc nữa, mình lọc xăng nhiên liệu nữa đúng không? Xăng. Bộ gì đúng không? Có cái công trình.